vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nên đoàn chúng con đã quyết định là sẽ tới thăm bà con và lời động viên và trao một phần quà nhỏ cho bà con, động viên bà con nhân dịp xuân 2018. Như dự kiến thì đoàn sẽ tặng cho bà con 200 phần quà, đó là dự kiến của trong câu lạc bộ. Thì 200 phần quà đó, nhưng qua cái thời gian qua thì câu lạc bộ vẫn còn nhiều khó khăn, nên đoàn câu lạc bộ chúng con thì vẫn còn hạn chế, nên là chúng con cũng có kêu gọi thì được tất cả tổng cộng là 100 phần quà, trị giá là hơn 200 ngàn đồng. Thì theo như lịch trình thì chúng con sẽ khởi hành lúc 8 giờ tối tại chùa Kỳ Quang, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và sáng ngày mai đoàn sẽ tới chùa ở trên huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, và khi đến đó rồi thì đoàn sẽ nghỉ ngơi và lễ Phật, sau đó rồi dùng điểm tâm buổi sáng. Khi xong xuôi thì đoàn sẽ chuẩn bị cho cái công tác mà phát quà và cũng như là cái buổi lễ phát quà. Thì con cũng ấm tắc cái buổi lễ phát quà là mình tới đó, khi tới đó dùng điểm tâm sáng xong rồi thì mình sẽ ổn định đoàn của mình. Thì sẽ có ban trụ, các ban ngành như là trụ trì chùa và các quý thầy, quý sư cô và ban bên chính quyền và bà con sẽ tập trung ở đó. Thời gian thì dự tính thì khoảng độ 9 giờ sáng ngày mai đoàn sẽ ra để làm lễ. Một khởi đầu thì đoàn sẽ là tập trung và niệm hồng danh đức cổ sư, sau đó rồi tiếp theo đó là những cái chương trình mà những chương trình như là mình công bố lý do rồi ra mắt chung cung thỉnh các quý thầy quý sư cô lên phát biểu, sau đó rồi ban đạo bên quý thầy sư cô sẽ ban cho chúng ta một thời phát, rồi sau đó thì ta sẽ phát quà. Rồi cái thời gian phát quà và trong cái chương trình đó thì thời gian khoảng độ hơn 2 giờ đồng hồ, sau đó thì ta sẽ hoàn thành xong thì ta sẽ nghỉ ngơi và dùng cơm trưa tại nhà cô vệ trí. Khi dùng cơm trưa xong rồi đoàn sẽ nghỉ ngơi và khoảng độ 3 giờ chiều thì đoàn sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi thì đoàn sẽ ghé vào trong một ngôi chùa ở gần đó, thì qua sự hướng dẫn của cô vệ trí thì sau đó rồi ta sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin cảm ơn. Lời đầu tiên thầy xin có lời kính chào đến quý vị Phật tử A Di Đà Phật. Không cho chàng vỗ tay. Hôm nay thì lần đầu tiên thầy gặp mặt quý vị. Câu lạc bộ mà Hoa Tâm Nguyện á là đã thành lập tính ra là một năm, nhưng mà chắc còn hơi khó khăn. Thì sang năm á thì thầy chắc có lẽ để thầy lâu lâu thầy tổ chức chuyên tu cho các Phật tử đi xa chuyên tu, để các bạn biết được là làm từ thiện như thế nào và từ thiện nó có lợi ích gì. Thì lên Đắk Lắk thì thầy sẽ có một thời thuyết pháp ở trên đó để các bạn nắm được cái vấn đề này. Nếu làm từ thiện mà chúng ta không có việc chuyên tu thì làm phiền, việc từ thiện nó khổ lắm, cực lắm. Nên làm cái gì cũng phải lợi ích cho mình và lợi ích cho cả hai. Thank you.
chùa nghe tiếng chuông nhắn mình buồn, lên chánh điện nghe tiếng hò nhắn mình bò, chuông bò hò mò hò buông, chuông bò mò hò buông, nhìn cuộc đời như khói sương nhắn mình buông, nhìn cuộc đời đôi vé trò nhắn mình bò, chuông bò mò hò buông, chuông bò mò hò buông. Hết rồi. Bây giờ đáp lại đi chứ. Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy, mình là vật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư, kính thưa đoàn câu lạc bộ từ thiện cùng toàn thể bà con về nhận quà sáng hôm nay. Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2018, nhằm ngày mùng 5 tháng 12 năm Đinh Dậu. Chùa Quảng Nguyên chúng con được nhân duyên lớn nhờ sự quan tâm của đoàn từ thiện Thiện Nguyện là Tâm Nguyện, và được sự đồng thuận chấp thuận của chính quyền địa phương cho phép đoàn tổ chức một buổi tặng quà để chia sẻ những gì thiếu mất mát khi xuân về Tết đến với bà con. Qua những phần quà về vật chất có ý nghĩa cũng không tránh thiếu sót, thì hôm nay còn một phần quà đầy ý nghĩa, đó là phần về món quà tinh thần. Sáng hôm nay được nhân duyên thầy Thích Quang Lực, trụ sứ chùa Kỳ Quang II, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, quang lâm về tòa đàm chia sẻ với bà con chúng ta sáng hôm nay. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thầy Thích Quang Lực quang lâm đạo tràng để chia sẻ buổi Phật pháp sáng hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy. Đó, xin mời quý vị chúng ta an tọa. Chúng con xin cùng thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho phép con kính chúc chư tôn giáo phẩm, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ luôn là ngọn hải đăng để dìu dắt chúng con trên bước đường học Phật. Và kính chúc ni sư chư tôn đức ni chùa Quảng Nghiêm được pháp thể khinh an và thân tâm an lạc. Kính chúc quý thiện nam tín nữ Phật tử được một ngày đầy an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị khỏe không? Khỏe à, chuẩn bị Tết hết chưa? Thầy nghe sư trụ trì ở đây nói là ngày Tết thì quý vị ít đến chùa làm lễ đón giao thừa đúng không? Phải không? Sao vậy? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh khác á, là giao thừa là người ta vô chùa lễ Phật rất là đông và cầu phước cầu lộc rất là nhiều.
Cái đó là rất là tốt, vì đầu năm á, là gieo duyên với ngôi Tam Bảo và nguyện cầu cho gia đạo được bình an và mạnh khỏe. À, ở đây thì phong tục đây thì chưa có điều này thì cũng hơi là buồn. Thì quý vị nên sắp xếp là Tết, những ngày giao thừa, những ngày lễ thì quý vị sắp xếp ráng vô chùa lễ Phật một tí xíu rồi về đón ông bà, về mà đón giao thừa ở nhà cũng được. Hôm nay thì nhân duyên thì thầy đến với đạo tràng cùng với câu lạc bộ Hoa Tâm Nguyện, thì theo sự yêu cầu của câu lạc bộ Hoa Tâm Nguyện thì câu lạc bộ sẽ có một thời pháp là 40 phút trở lên cho quý bà con, và sau đó là chúng ta sẽ phát quà từ thiện. Đề tài hôm nay á, thì thầy xin gửi cho quý vị về đề ta làm phước để cho ai. Nam mô A Di Đà Phật. Chủ đề mà ta làm phước á, để cho ai á, thì thầy không có nói với lại các bác nhiều, mà thầy nói với lại phần lớn là lợi ích của làm phước, và thầy nói về tuổi trẻ là nhiều, và làm phước lợi ích như thế nào, và làm phước để cho ai. Thông thường á, các bạn trẻ có quan niệm á, là làm phước á, là đòi hỏi, hoặc là làm phước á, là cầu một cái gì đó, hay là Phật thương, hoặc là làm phước để mà kiểu như là có tai biến gì, gia đình có chuyện gì là bắt buộc vị thầy đó phải đến gia đình đó để lo cho gia đình đó. Đây là làm phước không có ý nghĩa. Làm phước để cho ai, đó là câu hỏi mà quý vị phải tự đặt ra, là ai hưởng cái phần đó. Ai hưởng cái phần đó chính là ai? Chính là những cái người tạo phước, chứ không phải là ai hưởng cả. Nhưng mà trong cái người tạo phước đó thì sẽ có gia đình được hưởng một phần đó. Thứ nhất, tạo phước để cho ai? Tạo phước để cho Phật thì sao? Các bạn trẻ đi ra tạo phước, quý vị thường thường á, là tạo phước có quan niệm là tạo phước thường thường để cho Phật hưởng. Vô chùa á, thì cúng cho Phật một nải chuối á, hoặc là bình bông á, một dĩa trái cây á, thì cầu xin đủ thứ á. Con nguyện cho ông bà nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên, người còn mạnh giỏi. Con nguyện phần con, phước thọ tinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Con nguyện phần con, phước thọ miên trường, sống hưởng lộc trời, chết về cõi Phật. Tại vì ta vô chùa ta tạo phước, mà ta không hiểu được là tạo phước là ta đang tạo cho ta, mà ta nghĩ là tạo phước là cho Phật. Rồi cuối cùng chết, được Phật thương, được Phật rước về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Vậy là chúng ta tạo phước mà vô tình á, là chúng ta hối lộ cho Đức Phật. Mà Đức Phật đâu phải là người ban phước cho chúng ta đâu. Đức Phật không làm được chuyện đó. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó thì trên thế gian này không có người nghèo và không có người khổ. Ta quên rằng ta đang tạo phước là không phải cho Phật, mà ta tạo phước đang cho chính ta. Chết cầu Phật xót thương, vô chùa là cầu sinh, là ta nghĩ là làm phước, là ta nghĩ đang là cứ nghĩ làm cho Đức Phật. Vậy là vô tình làm mà khổ. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy: quên cái tâm Bồ Đề mà tu các việc thiện pháp, đó là việc làm của ma nghiệp. Ma không phải ai cả, mà ma chính là những phiền não của chúng ta khởi lên. Khi tâm khởi lên thì phiền não ma khởi lên thì chúng ta sẽ kiểu như là bực bội và khó chịu, và ta nghĩ là ta làm thì Phật sẽ thương ta.
và vô tình là sai. Thầy có một cô Phật tử, thầy cũng nhiều chuyện lắm, mà cô Phật tử này đến đây kiếm thầy á, là nhờ thầy cúng chai đàn chuẩn tế. Thì khi sắp xếp cúng chai đàn chuẩn tế xong á, thì về á, là nói chuyện với cổ là cỡ như là 2 tiếng đồng hồ. Về xong cổ lại báo cho thầy, nói thầy ơi, con không có cúng chai đàn chuẩn tế được. Thì thầy nói không sao, tại lúc đó thầy chưa đưa ra chương trình, chỉ có bàn sơ khảo thôi. Nhưng mà khi mà kiểu như cổ về, cổ điện thoại về báo không lo được cái chai đàn chuẩn tế, thì thầy cũng chưa biết nguyên nhân làm sao. Thì hôm bữa thì cổ kể cho thầy nghe là hồi xưa con định cúng chai đàn chuẩn tế là con bỏ ra là con sai sử được thầy. Thì con mới cúng chai đàn chuẩn tế. Rồi đến chừng sau này cổ học Phật, cổ hiểu ra được nhiều vấn đề, thì cổ nói quan niệm của con lúc trước là sai lầm, thì con xin sám hối thầy. Vì con biết được cái này là sai, và con không biết được con tạo phước là cho con chứ không phải là cho Phật. Vậy thì trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta thì có những lúc lầm lỗi về mặt kiểu như là tạo phước, và suy nghĩ tiêu cực về mặt tạo phước là nghĩ tạo cho Đức Phật không. Thứ hai là chúng ta tạo phước để cho ai? Chúng ta tạo phước không phải cho ai, mà chúng ta có quan niệm tạo phước là tạo cho quý thầy. Nghĩ quý thầy là thương, rồi bắt đầu quý thầy thiếu thốn một cái vật chất, rồi bắt đầu giúp cho quý thầy, rồi cuối cùng đem ra sai sử quý thầy. Vậy là tạo phước, vậy là sai lầm lớn. Tại vì sao? Vì quý thầy là một người nghèo nhất. Trong kinh Đức Phật có dạy là người tu sĩ á, là thừa tự pháp chứ không phải là thừa tự tài sản. Mà quý thầy nói thật là nghèo thật. Vì sao? 3 y 1 bình bát. Mà những cái vật dụng của quý thầy đang sử dụng là của Phật tử đưa cho. Thí dụ bây giờ nó là chùa Quê Nghiêm. Chùa Quê Nghiêm này là của người Phật tử hiến cúng. Thì sư trụ trì này á, là chỉ là người giữ cái chùa, chứ đâu phải là sư là trụ trì là cái tài sản này đâu. Mà nếu giả dụ sư trụ trì mà sử dụng không đúng cách thì sư trụ trì bị đọa lỗi. Nhưng mà cái người cúng á, thì người ta sẽ có phước. Nhưng mà có nhiều người rồi tạo phước nó không biết tạo cho ai hết, rồi tạo phước xong rồi làm khổ quý thầy, quý sư. Có nhiều người bạn của thầy á, là nhận chùa, nhận tịnh thất. Nhưng mà khi mà nhận tịnh thất á, xong rồi thì Phật tử nói sao? Thầy chỉ được quyền nói chuyện với con thôi, thầy không được nói chuyện với Phật tử nào khác. Quý vị có quan niệm này không? Hả? Không cho anh chàng vỗ tay im ru vậy. Ở đây mà các bạn trẻ mà có tạo phước vậy là hơi lầm đó. Cô nói là thầy có thể nói một mình chuyện một mình con, thầy không bao giờ nói chuyện với ai khác, vì tịnh thất này, chùa này là do con hiến cúng. Ông thầy sợ quá bỏ chạy đi luôn, không dám ở. Tại vì sao? Ông thầy là người giữ chùa để hướng dẫn Phật tử, có gì đâu, chùa là của Phật tử, tài sản là của Phật tử hiến cúng. Cái này là tài sản chung. Mà quên rằng chúng ta tạo phước là nghĩ làm cho ông thầy không. Thầy có biết một người, thì cái người này á là cổ là tạo phước, nhưng cổ đi vô chùa là cổ làm phước là làm bố thí. Nhưng mà khi làm phước bố thí á, lại cổ không tin thầy. Cổ không tin là sao? Là khi mà kiểu như là thầy viết một cái phiếu công đức, thì khi viết coi phiếu công đức về á, thì cổ đi ra cửa chùa, thì cổ nói chứ, thưa thầy cho con xin lại cái phiếu công đức đó, để con gặp lại
cái vị thầy trụ trì để con cúng cái tiền này, thì thầy cho con xin lại cái tiền này mà viết phiếu công đức rồi. Thì khi mà thầy nói chứ, đây nè, thầy trả cho cô 1 triệu và cô lại đưa cái phiếu này lại cho thầy. Thầy trả cho cô 1 triệu, cô làm phước mà cô không tin thầy, vậy thì cô làm phước vậy có phước hay không? À, không có phước. À, thì bây giờ mà kiểu như là làm phước vậy là nguy, tại vì làm phước hay bất cứ làm một cái công việc gì cả thì chúng ta đòi hỏi cái sở tu thì mới làm được. Nếu không hiểu á thì chúng ta làm không có được và mệt khổ lắm. Thì trả về thầy cũng trả, nhưng mà may á là cổ tạo phước á là chỉ có 1 triệu thôi, mà cổ tạo phước mà 1 tỷ không biết thầy đâu lấy đâu đền cho cổ. Thật sự may là 1 triệu thầy đền được, thầy có thể trả được. Vậy thì ta tạo phước mà ta không tin, mà ta tạo phước là tao nghĩ là ta tạo chứ quý thầy không. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, Phật tử tuổi trẻ tạo phước là tạo phước cho ai hay là tạo phước cho Phật tử? Ở đây các bạn trẻ sao đứng hết rồi trời, ngồi xuống hả, ngồi xuống đi. À, các bạn trẻ tạo phước, tạo phước cho Phật tử hay tạo phước cho ai? Rồi hả các con? Tạo phước cho mình hay tạo phước cho những người này? Nếu giả dụ, thầy nói thật nha, nếu giả dụ không có cái người mà khó khăn, mà người mà khổ cực á, tụi con không có phước. Mà con phải cảm ơn cái người mà kiểu như đang khó khăn. Tại vì mình tạo phước là không phải tạo cho Phật tử, mà mình đang tạo cho mình chứ không phải tạo cho Phật tử. À, bây giờ nếu giả dụ bây giờ nói, hôm nay con tổ chức, tụi con tổ chức đi lên đây, mà ở đây không tạo điều kiện cho tụi con lên tổ chức, vậy tụi con có phước không? Hả? Một triết gia người ta nói câu như thế này, khi chúng con mà tạo phước á, là giống con chúng con đang mà kiểu như là gửi tiền vô ngân hàng vậy đó. Biết không? Gửi tiền vô ngân hàng nhưng mà không rút cái tiền đó ra. Thì gửi vô mà không rút tiền ra, gửi vô không rút tiền ra thì tiền sẽ nhiều. Còn nếu giả dụ chúng con mà gửi khởi tiền vô mà chứ không gửi tiền vô mà chúng con cứ rút tiền ra thì chúng con hết tiền mà xài. Vậy là phước chúng con hết. Nên nói tại sao có nhiều người người ta ăn ở cực ác nhưng mà người ta lại giàu. Mà ngạn ngữ người ta nói câu như thế này là cái người có tiền á chưa hẳn là người giàu nhất, nhưng mà người biết giúp đỡ người khác mới là người giàu nhất. Ngạn ngữ nói vậy. Ngạn ngữ nói vậy cái im luôn à. Ngạn ngữ nói mà sao mà kiểu như im lặng dữ ta, giống như bỡ ngỡ vậy ta. Tại sao là người giàu nhất? Tại vì giàu ở đây á là giàu cái gì? Giàu cái tâm của chúng con, giàu cái năng lượng yêu thương của chúng con, và giàu cái lòng nhân ái của mỗi con người chúng ta. Tuy là vật chất là có ích, nhưng mà làm theo cái tâm nguyện của con người mới có an lạc được. Đó. Cái người tạo phước á là được lợi ích gì? Vậy bây giờ phước đức á với công đức á là cái nào cao? Phước đức với công đức khác nhau như thế nào? Bây giờ phước đức với công đức khác nhau như thế nào? Không hiểu luôn. Không hiểu là kiểu như là không biết giáo lý luôn. Phải không? Cái phước đức á là tôi làm cái đó mà tôi để lại cái danh tôi biết cho người khác biết. Có nhiều người á, người ta vô chùa á là người ta chỉ cần cúng một cái tượng Phật thôi, nhưng mà người ta phải để một cái tên, mà cái tên đó mà kiểu như là bị xê dịch đi và sư trụ trì mà tháo cái tên đó ra là họ không chịu.
Thí dụ bây giờ nó cúng cho họ một cái tượng Phật trước chánh điện, một cái cặp đèn cầy thôi, mà thấy cái cặp đèn cầy khác mà sư trụ trì để mà thấy nó trang nghiêm hơn á, mà cặp cây đèn cầy kia mà bị dẹp đi là họ đã không chịu. Ừ, cái bà đó giàu quá, bà tiền nhiều. Rồi sư trụ trì thấy cái này là cặp đèn cầy ít và tiền ít, sư dẹp đi và lấy cái tiền mà kiểu như là cái bà cúng đèn cầy mà kiểu như tiền nhiều đó, sư để ra trước mặt tiền của Tam Bảo. Thôi tôi không có đi chùa nữa đâu, cái chùa này đối xử với tôi kỳ lắm, tôi làm vậy mà không biết quý báu tôi. Đó là để danh rồi, vậy là nguy không? Mà sư trụ trì thì có vậy không? Đâu có quan niệm vậy. Tại vì mình cúng á là mình bị mắc kẹt vào đó, mình để cho sư trụ trì là phải cung phụng cho mình, là đây là sai lầm cho một cái việc từ thiện. Nói thật thầy sợ từ thiện. Thầy, các bạn trẻ làm từ thiện thì thầy rất là quý, nhưng mà đối với tu sĩ á, mà làm từ thiện nhiều quá, nó người tu á thì lấy góc độ giải thoát làm chính yếu. Làm từ thiện quá mà kiểu như nó mệt lắm. Nãy giờ thầy nghe sư trụ trì đây là than dữ lắm. Thầy tâm sự sư trụ trì, sư trụ trì nói hồi xưa sư đi học á, xin lỗi sư nghe hơi đụng chạm, sư nói chứ hồi xưa sư đi học sư cực lắm, đâu sư khỏe lắm, sư là kiểu như là chỉ biết học thôi, sư không làm gì cả. Giờ sư lãnh cái chùa Quê Nghiêm, sư biết rất cực, cực biết cỡ nào, nuôi dạy đệ tử nè, rồi đối phó đối nội đối ngoại nè, chăm sóc chùa chiền nè, vân vân, cực lắm, hợp hành nè, đủ thứ chuyện. Nói cái xong thầy mới nói là sư ơi, tâm nguyện của một vị Bồ Tát nó là cái duyên, không có ai cũng phải làm được đâu. Thầy ước mơ làm trụ trì mà thầy làm không được nè, thầy không có làm được. Nhưng mà cái duyên, mỗi người có cái duyên thì sư ráng mà lo tâm nguyện cho bá tánh Phật tử đây. Phật tử đây có thương sư trụ trì không? Hả? Vậy có phá sư trụ trì không? Vô chùa cúng gái xong bắt đầu có cầu xin là kiểu như là sư phải phục vụ không? Thiệt không? Mô Phật hên xui. Bây giờ mà quý vị nói có thầy đi, quý vị nói không. Nhưng mà về, bắt đầu thầy về là quý vị sao? Sư trụ trì biết chứ thầy không biết. Tại thầy về rồi thầy biết đâu. Vậy thì trở lại vấn đề là ta làm phước mà cầu là cho người ta làm cho Phật tử. Mà phước đức và công đức là rất là lớn, là công đức á, nó không có mang danh, làm là rất tự tại, không cần để ý sư muốn sử dụng sao á, thì sư chủ sử dụng. Có nhiều người á, người ta làm phước đức, người ta làm công đức rất là nhiều, nhưng người ta không có để cái tên, không để cái danh, thầy muốn làm gì đó thầy làm vậy thôi. Thầy làm sai, người ta quan niệm thầy làm sai thì thầy tự chịu thôi, nhưng người ta không để cái tên gì đó, không biết gì hết. Đó là cái đó là cái người có học và có tu. Còn mình mới tạo phước một tí xíu là đã thấy phiền rồi. Thầy nghe, thầy là phải phục vụ cho con nghe, không phục vụ được cho người khác nghe. Đó. Và làm mệt lắm. Thầy làm dâu chăm họ sướng gì? Sư trụ trì làm dâu chăm họ. Vậy này, ta tạo phước á, là ta đâu biết được là ta đang tạo phước cho ai và ta cho ta, mà ta nghĩ ta cứ tạo phước cho người khác không à. Mà bây giờ đó, phước đức chết đi có mang theo được hay không? Hả? Bây giờ thầy hỏi Phật tử nha, Phật tử đi vô chùa tụng kinh niệm Phật có phước không? Có không? Có đúng không? Vậy cái này mang theo được không? Và các bác, cái này mang theo được không? Dạ không biết luôn, không biết luôn. Khi mà chúng ta mà kiểu như tụng kinh niệm Phật á, cốt là để cho an lạc rồi đó, mà cái phước này á là chúng ta mang theo được. Còn những cái như ví dụ bây giờ nhà các bác ở đó, các bác mang không theo được đâu.
Thì nếu giả dụ các bác mang theo được á, là các bác không vô chùa tu đâu. Và Phật cũng không đi bao giờ, Phật bỏ từ bỏ ngai vàng để đi tu đâu. Đấy chứ? Thì cái vấn đề mà chúng ta mang theo được đó là gì? Phước và nghiệp của chúng ta. Nếu mà giả dụ ta nhiều nhân tốt thì ta được cái kết quả tốt. Mà ta gieo một cái nhân xấu á, thì kết quả chúng ta sẽ xấu. Mà làm các việc gì á, thì chúng ta phải có tâm một cái tâm hướng nghiệp. Hướng nghiệp đó là gì? Hướng thiện, không nên hướng ác. Nên có câu chuyện là có ông đưa thư. Công việc của ông là đưa thư thôi. Thì ông này là một người đưa thư cho một người thế gian. Mà ông á, là ông đưa thư là kiểu như ông để ý một cái gia đình. Nhưng mà gia đình này là cũng là giàu có. Mà gia đình này á, là người ta là đi ra ngoài làm ăn suốt cuộc đời của họ. Và ngày không có ngày nào họ ở nhà. Thì một hôm á, gia đình ông này đưa thư này mới để ý thấy gia đình này đi nhiều quá. Mới một hôm là kiểu như là biết ông này ở nhà, mới vô nhà ông á, là xin ông cho một cái lịch trình là ông ở nhà. Thì người đàn ông này á, rất là ngạc nhiên. Và nói, sao mà lại như vậy? Sao mà kiểu như là rắc rối vậy? Tại sao mà kiểu như là lại phải lấy lịch trình để mới đưa thư được? Thì lúc đó là người đàn ông đưa thư mới nói là bây giờ nếu mà kiểu như là không đưa tận tay được thì ăn trộm á, nó sẽ vô nhà nó lấy đồ. Thì ông này ông nói thôi bây giờ rắc rối quá, ông đại gia này ông rắc rối, ông nói bây giờ ông á cứ để trong hộp thư, rồi tôi về á thì tôi sẽ lấy cái thư ra. Thì cái ông đưa thư á, ông mới tìm cách, ông nói là bây giờ thôi vậy đi, nếu giả thư sử dụng thư á mà được mà nhiều quá thì tôi sẽ kiểu như là để ở ngoài hành lang. Thì ông về ông thấy cái hành lang có chuyện lạ thì ông sẽ lấy thư. Anh này, ông đại gia này á, ông chủ nhà mới nghe có lý. Thì nghe vậy mới nói ừ. Thì một hôm á, ông về ông thấy cái nhà của ông có tấm nệm á bị chuyển đổi. Thì cái tấm nệm đi vô nhà là kiểu như là ông dở lên, ông nói là thấy một bức thư, là bức thư của ông đưa thư viết lại là nói có một người bưu phẩm gửi đồ cho ông nhưng mà không có ông đưa nhà, nên tôi đã giữ cái bức bưu phẩm này và số quà này, ông hãy tới tận nhà tôi để lấy, là cái người mà viết, cái người đưa thư viết câu đó. Thì qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy được cái gì? Mình làm các việc gì á là mình có một cái tâm thiện để làm, và phải có tâm một cái hướng nghiệp và cái nghiệp thiện của chúng ta. Tại vì chúng ta chết đi á là có những cái ta không mang theo được, mà có những cái ta mang theo được. Vậy thì tại sao ta lại không chọn những cái mà ta mang theo được để mà ta làm, mà ta cứ chọn vào cái mang theo được để ta kiểu như nắm bắt thôi. Hạnh phúc của một con người á là không phải là chúng ta có bao nhiêu tiền, tài sản bao nhiêu, hưởng bao nhiêu, giàu có bao nhiêu, mà hạnh phúc của một con người là chúng ta có được những gì và nắm bắt được những gì và biết mãn nguyện những gì mình đã có. Con người chúng ta là thích đi nhu cầu, tìm hiểu những cái, cầu cho những, nắm bắt những cái mình không có được, mà quên đi là mình những cái mình đang có được. Triết gia mới nói câu là, đạo nho nói câu là năng chi túc giả, thiên bắc năng bần, năng vô cầu giả, thiên bắc năng tiền, năng an ngộ giả, thiên bắc năng khốn, năng dưỡng tỉnh giả, thiên bắc năng bần. Quý vị hiểu không? Các bác hiểu không? Các bạn trẻ hiểu câu đó không? Hiểu không? Hiểu không hay nãy giờ đang nói chuyện?
Người vừa biết đủ, tánh không thể nghèo. Người không mong cầu, tánh không hèn hạ. Người gặp điều an, tánh không thể khổ. Người sống yên tịnh, tánh không thái bệnh. Cái đó là câu của triết gia các đạo Nho nói. Nên cái người biết chi túc á, là người đó an lạc lắm. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là chi túc chi nhân, tuy ngoạ địa thượng, vu vi an lạc. Bất chi túc giả, tùy sử thiên đường, dịp bất xướng ý. Tức là người biết chi túc thì người đó nằm ở dưới đất á, thì vẫn thấy an lạc. Nhưng mà người không biết chi túc á, không biết mãn nguyện những gì mình đã có được á, thì người đó bay lên trời vẫn thấy đau khổ. Người giàu cũng khóc, đúng không các bác? Phải không? À, bởi vậy vô chùa khóc hoài. Thiệt Phật, nó thiệt Phật thương lắm. Nó thiệt Phật nhìn quý vị, Phật thương lắm. Nhưng mà Phật không có nói được. Phật chỉ biết cười thôi. Chẳng biết đó gì hết. Tại vì tượng đó mà, cái tượng đó mà. Mà Phật không phải là Phật không đủ tâm từ để với chúng ta. Nhưng mà chúng ta không hiểu Đức Phật thôi. Mà đạo Phật á, là đến là để hiểu chứ không phải đến để tin. À, quý vị nên nhớ được câu này. Vì Đức Phật thường nói là tin ta mà không hiểu ta, đó là quỷ bán ta. Vậy thì cái người tạo phước được có lợi ích như thế nào? Thứ nhất là cái người tạo phước á, là đời sau ngũ dục hưởng đầy đủ. Dục lạc hưởng được nhiều lắm, tại có phước báo. Thứ hai nữa là cái người tạo phước á, là người đó là sao? Là được sanh về cõi lành. Tại vì sao? Ai muốn mình của mình chết đi á, là mình vẫn tái sinh vào cõi lành chứ. Ở đây thì thầy thấy là kinh tế bên đây á, là hơi tốt. Theo như thầy nghĩ kinh tế ở Đắk Lắk này thì ở chỗ này là tốt. Chứ thầy thấy á, là thầy có một lần đi thuyết pháp ở tỉnh Đắk Lắk, nhưng mà Esut ở bên kia ngay chỗ giáp ranh với bên Lào. Thì quý vị biết là khi đi thuyết pháp bên đó đó là đời sống của họ rất là cơ cực. Và họ tâm sự với thầy á, là họ nói là trong chùa á, con chỉ cần là một tháng á, là thu chi về mặt đủ điện nước, bông hoa quả, trái cây, cúng Phật là con mãn nguyện rồi, con không dám mơ những cái cao xa. Và khi mà thầy đi trên con đường á, thì ban đêm á, là thầy ngủ ở trên xe. Thầy không biết con đường như thế nào. Nhưng mà khi mà kiểu như đi về á, thì thầy lại ban ngày á, thì thầy đi về thì thấy con đường á, là thầy đi chiếc xe ở bên ngồi ngay chỗ này, thì trước thầy có chiếc xe ngay chỗ cổng chùa này, thì thầy không thấy được chiếc xe đó. Không phải sương mù đâu mà bụi á, là biết như thế nào là cực lắm. Đời sống của họ kinh tế rất là khó khăn. Nên thầy nói với những người mà Phật tử á, thầy nói là quý vị sanh vào một cái thế giới tốt đẹp là quý vị rất là có phước. Mà sanh vào cái xứ mà biên điện hạ tiện á, là khổ lắm. Sanh vào ở thành phố hay là những cái thứ đầy đủ á, là phước lắm. Chỉ cần có tiền, có gì muốn gì cũng có. Nhưng mà tại sao mà có phước á, mà lại kiểu như giàu sang đó mà lại khổ. Ở Ấn Độ á, thì họ nghèo lắm, nhưng mà họ không có khổ. Mà ở chúng ta giàu nhưng chúng ta lại khổ. Vậy là cực với khổ là hai cái phạm trù khác nhau. Còn quan niệm của ông bà ta thường nói là cực với khổ là một. Đó là quan niệm của ông bà thôi. Còn Phật giáo không có ở đó. Đức Phật không dạy cái đó. Vậy thì ngũ dục đầy đủ, sanh về cõi lành và chết đi á, thì cái người tạo phước á, thì họ sẽ được sao? Họ được sớm sanh về cõi lành. Và thứ tư á, là cái người mà chết đi á, người ta đang tạo phước á, thì cái người này á, là họ được mọi người quý mến. Thì các bạn trẻ nè, khi mà các bạn đến đây á,
các bạn tạo phước. Vậy thì lợi ích của các bạn á, là được người ta rất là quý mến các bạn, cho dù các bạn rất là cực. Thầy thấy nhiều bạn than lắm, lo đủ thứ hết. Nhưng mà con à, thầy nói là chẳng thà con cực nhưng đừng có khổ. Mình làm với tâm nguyện là mình đã hy sinh, vì mình biết rằng mình đang làm cho mình chứ không phải làm cho ai. Nhiều cái mình phải chứng, còn có những cái hờn giận với nhau thì thôi ghét bỏ qua một bên đi, để chuyện đó chuyện tính của sau đi. Còn cái chuyện mà mình phải lo tập trung về vấn đề chuyến đi của mình. Trời ơi, cuộc đời này ngày mai không biết sao nữa, hơi sức đâu mà giận hoài, không biết hờn hoài. Rồi giận hờn cái xong bắt đầu năn nỉ, giận hờn cái năn nỉ, giận hờn cái năn nỉ. Mệt lắm, hơi sức đâu giải thích mấy cái đó. Nên một bài thơ người ta nói nè: chắp tay con hỏi Phật ơi, đời con tạo phước có được gì chăng? Phật cười khuôn mặt từ bi, con mà tạo phước á thì con được nhờ. Thơ hay vậy mà im luôn. Nãy giờ nói chuyện gần một tiếng, mệt quá trời, không biết sao đi đâu hết rồi. Vậy thì cái lợi ích của tạo phước đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tạo phước á, là chúng ta cho, nhưng chúng ta đừng cầu. Vì trong kinh Đức Phật có nói là thi ân đừng cầu báo đáp, mà thi ân mà cầu báo đáp là thi ân đó có ý đồ. Trong Đức Phật có dạy, trong cái luật Bảo Vương có nói câu này. Vậy thì trong thi ân đừng cầu báo đáp, mà trong thi ân mà báo đáp là sẽ có ý đồ đó. Ta thấy rất rõ là bây giờ đó mình cho là mình không nhận, nhưng mà mình khi cho là tất nhiên mình đã nhận rồi. Tại vì sao? Chỉ cần họ an ổn, họ có một cái niềm vui, cho dù đó một cái vật đó rất là nhỏ nhặt nhặt với chúng ta, là ta đã có sự an lạc trong đó rồi. Mà người ta nói là của cho không bằng cách cho. Nếu giả dụ bây giờ nó cho một món quà nè, xài đi, làm gì đó thì làm, rồi muốn sao đó muốn. Đó là gì? Cho món quà mà không tu rồi bắt đầu dằn mặt người ta. Mà chỉ cần cho một quà mà với tâm ân cần thôi, mới nhẹ nhàng thôi, thì món quà đó là giá trị. Vậy thì giá trị đó không phải là món quà, mà giá trị đó do cái tâm thành của mỗi con người chúng ta. Vậy thì cái người biết tu á, thì người ta cho một món quà khác. Nhưng mà cái người ta không biết tu á, thì người ta cho một cái món quà khác. Khác nhau rõ. Ở dưới á, mà dâng cúng lên thì nó lại khác. Mà ở trên á, là kiểu như đưa xuống, nó lại khác. Mà ở dưới dâng cúng lên á, thì người ta gọi là cúng dường, là cúng dưỡng. Nhưng mà ở trên á, là kiểu như là đưa xuống á, thì gọi là bố thí. Mà bố thí không nghĩa là hiểu như chúng ta nghĩ là bố thí là cái vật đó dư giả, là kiểu như là cho người ta, không phải. Bố thí là ban rộng cùng khắp. Vậy thì cho đừng có nhận. Có một vị thiền thầy, thì vị thầy này á là tạo chùa rất là lớn và đồ chúng rất là đông, Phật tử rất là nhiều. Thì vị thầy này á mới kiểu như là kiểu như đề cái bảng là bây giờ phải kêu gọi để xây ngôi tự viện lớn hơn, vì số lượng Phật tử quá đông. Thì vị thầy mới kêu gọi như vậy á, thì có một anh ông này á, là ổng đem biết tin và ổng đem tới á, là 500 lượng vàng. Thì thời xã hội thời đó, đó thời xưa á, mà chỉ cần 3 lượng vàng á, là chỉ cần 3 lượng vàng là sống được 1 năm. Nhưng mà ông này đem tới 500 lượng vàng, thì vị chủ trì mới nói một câu là được rồi, để đó đi. Thì anh ông này đại gia này ông mới nói chứ, không hài lòng cái cách đối xử như vậy. Ông nói: thầy ơi, đây là 500 lượng vàng đó thầy. Thì vị thầy mới nói câu là thôi được rồi, để đó đi. Thì ông này ông cũng buồn lắm.
Thì ông nói cho dù con là kiểu như là giàu thiệt, nhưng mà đối với con á, 500 lượng vàng thì cũng quá lớn. Ông nói vậy á, thì ông dắt khéo là chữ cảm ơn. Thì vị thầy mới nói một câu á, là à, ý chú muốn nói là bây giờ tôi tạo phước á, quên chú đem phước tới làm cho chùa á, thì bắt tôi phải cảm ơn chứ gì. Thì vị thầy mới nói một câu là người cho cũng phải, người cho cảm ơn mới đúng chứ. À, người cho cũng phải cảm ơn cũng mới đúng chứ, tại sao mà bắt thầy là phải cảm ơn? Quý vị thấy vô lý không? Vô lý không? Đem tới làm phước bố thí cúng dường cho chùa để xây chùa, nhưng xây giảng đường, nhưng mà tại sao là người cho là phải cảm ơn? À, thì một ngôi chùa mà xây ra đó thì phước điền của người Phật tử rất là lớn. Người ta tu học thì cái phước này ai hưởng? Là ông đại gia đó ông hưởng, đúng không? Vậy thì ông đại gia ông hưởng thì ông phải cảm ơn vị thầy chứ sao, để vị thầy lại cảm ơn. Hồi nhỏ thầy nói thật á, thầy hồi nhỏ thầy không có biết về vấn đề tự cảm ơn, thầy nói thật lòng luôn. Nhưng mà hồi đó đó là năm 98 á, là kiểu như là gạo á, là kiểu như một lon cà phê thôi á, là kiểu như là có thể là kiểu như là đổi được một chuyến xe đi, đi xa là giống như là ở dưới thành phố lên đây. Và kiểu như thấy hay cho gạo người ta, là kiểu như là nhà là kiểu như hết gạo, gần hết gạo, nhưng mà ai đi xin đó là lại múc một lon gạo thầy cho người ta, nghèo lắm, người đó còn khổ hơn thầy nữa. Nhưng mà thầy cho thầy không có biết cái danh từ cảm ơn, vì thầy đâu có biết gì đâu mà cảm ơn. Thì lúc đó thầy còn có khoảng mới có 10 tuổi, mười mấy tuổi thôi, không biết, khờ lắm. Nhưng mà trong ý niệm của thầy là rất là vui, rất là an lạc trong cái cho đó, cho dù thầy không nói từ cảm ơn, thầy nói thật. Vậy thì cho là không cần vướng mắc, mà người cho là phải cảm ơn. Nếu không có người nghèo thì sao người giàu người ta có phước? Yeah. Nhưng mà khi tạo phước á, thì cái người mà kiểu như là gia đình có được hưởng lợi không? Khi chúng ta tạo phước á, thì gia đình á là được hưởng lợi một phần. Còn bao nhiêu á là chúng người sống, người tạo phước được hưởng lợi, và người chết được hưởng một phần. Có nhiều người á là cha mẹ là không cho con cái đi chùa, nhưng con cái nó lén đi chùa nó tạo phước. Nhưng mà sau này á, nhờ nó đó mà kiểu như có chuyện đó, bắt đầu nhờ nó là bắt đầu gia đình là hiểu đạo. À, hồi xưa thầy đi tu á, thầy nói thật á, mẹ thầy khóc chết đó, mà giờ nói mẹ thầy nói chứ mày mà đi ra đời là mày chết với tao đó. Vậy thì hồi xưa là nó là mẹ nó có quan niệm khác, con cái đi tu thì mẹ lại quan niệm khác. Để người tạo phước á, là có phải là gia đình được hưởng lợi một phần không? Một phần đó nhờ nó mà nó độ được mình. Rồi đến chừng có chuyện đến thằng sư cô tới, là kiểu như là ông thầy tới tụng kinh đám tang, là nhờ đó là kiểu như là mới đi chùa, người mẹ mới đi chùa, người cha mới đi chùa. Là không có cái duyên của cầu mối của đứa đó thì người mẹ đâu có biết gì đến chùa. À, thì rõ ràng là được hưởng lợi một phần. Để kết thúc á, buổi nói chuyện một tiếng, thì thầy sẽ kể cho quý vị á, một câu chuyện. Có một ông cha, ông dắt con đi về nhà chơi, về làng chơi, thôn quê mà. Thì khi về nhà làng chơi á, thì ông muốn thử nghiệm đứa con này á, là bây giờ á, là đi về thì ông cấm một cái nhà, ngay chỗ nhà người ta cực khổ lắm, nghèo đói. Thì ông cấm nhà đó, đến chừng cái ông ở đó vài ngày rồi đi về thành phố tiếp. Khi đến trên đường về thành phố đó, thì ông mới nói như ông hỏi đứa con là: con à, chuyến đi của con như thế nào, con cảm nhận cho cha nghe. Thì ông nói, đứa con nói là: thưa cha,
chuyến đi này con rất là vui và rất là hài lòng, rất là hoan hỷ. Nhưng mà bây giờ nói con vui và con như thế nào thì nói cho cha nghe. Đứa con mới nói là: thưa cha, con thấy gia đình mình có một con chó, nhưng mà họ có bốn con chó. Gia đình mình á là chỉ có một cái hồ bơi, nhưng mà họ cả cái đồng nước, đồng biển. Gia đình của mình á là một cái mái nhà, nhưng mà họ cả bầu trời. Gia đình của mình á là tường ở sắt, phải xây vách tường, còn họ nhà này đối diện với nhà kia. Qua chuyến đi này á, con mới biết được á, là nhà của mình á là nghèo hơn nhà của gia đình của người ta. Vậy thì đứa con này đâu có biết được hoàn cảnh sống của người ta, và còn muốn tham thêm. Thì kết thúc buổi nói chuyện á, một tiếng đồng hồ, thầy gửi cho quý vị một bài thơ chúc Tết và gửi cho các bạn trẻ về bài thơ này. Bài thơ đó là: Tết đến người tu cũng chúc xuân, chúc cho sanh chúng bớt trầm luân, chúc trong biển khổ không ai đắm, chúc giữa sông mê chẳng kẻ lầm, chúc hết người lầm thành chánh quả, chúc ba bạn đạo thắng ma quân, chúc đời biến đổi nên an lạc, thế giới chung vui cảnh thái hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe buồn ngủ không các bác? Nghe nữa không? Hả? Nữa hả? Rồi nữa thì sư trụ trì có nói là sau này nhờ thầy trợ duyên thuyết pháp giùm. Không biết các bác nghĩ như thế nào. Rồi bây giờ buổi thuyết pháp phần 1 cái đây kết thúc. Bây giờ chúng ta làm lễ phát quà A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua gần một tiếng đồng hồ được thầy chia sẻ, động viên những lời cho bà con chúng ta an tâm trong khi Tết đến xuân về, đồng thời cũng xóa đi những cái buồn khổ trong những ngày lao động mệt mỏi. À, giờ này chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Tài, Hội Chữ Thập Đỏ của xã, đại diện cho bà con có đôi lời phát biểu. Xin mời ông. Kính thưa thầy Thích Quang Lực, kính thưa sư cô Huệ Trí, kính thưa sư cô Thích Nữ Viên Đức, sư cô Thích Nữ Viên Tâm, thưa chị Ngọc Quế, trưởng ban câu lạc bộ thiện nguyện Hóa Tâm Nguyện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tất cả anh chị em trong đoàn đã đến ngày hôm nay, thưa tất cả mọi người đã có mặt trong buổi trao quà sáng hôm nay, xin thay mặt cho địa phương cũng như tất cả mọi người đã có mặt để nhận quà sáng hôm nay, xin lúc nãy tôi có nghe thầy Quang Lực nói rằng là cái người đi tặng quà là những người cảm ơn để hưởng được cái phước. Nhưng mà thôi, tôi xin thay mặt cho những người được nhận quà hôm nay, tôi cũng xin cảm ơn tấm lòng của các sư và của anh chị em trong đoàn thiện nguyện ngày hôm nay. Cũng không phải là thừa thẳng xong lên đâu, nhưng mà hôm nay nhận được 100 xuất quà của đoàn thiện nguyện thì tôi cũng xin nói sơ qua về cái địa phương. Báo cáo với đoàn thì xã chúng tôi có khoảng hơn 2.000 hộ gia đình, thì trong năm 2017 này là có 395 hộ nghèo. Cho nên hôm nay với 100 xuất quà thì chúng tôi cũng phải làm con số sàng lọc. Các thôn cũng phải chọn lại trong 395 hộ đó ra 100 hộ để nhận người qua hôm nay.
Tại vì sao tôi đưa ra những cái con số này? Tại vì với mong muốn của tôi, mong muốn sẽ được nhận được cái sự giúp đỡ trong tương lai của tất cả các đoàn từ thiện, và đặc biệt là cái đoàn từ thiện của mình ngày hôm nay. Trong cái hành trình làm từ thiện của mình thì tôi cũng xin mong mỏi được sự quan tâm của anh chị em, của các sư, để cho bà con bớt đi phần nào cái nỗi khổ của cuộc sống thường ngày. Còn những cái vấn đề nó cao siêu hơn thì có thể là bà con sẽ tự tìm hiểu ở những nơi mà được dạy dỗ. Cũng không có gì hơn thì thay mặt cho chính quyền địa phương cũng như tất cả bà con có mặt hôm nay, xin chúc sức khỏe tới sư thầy, các sư cô và tất cả anh chị em trong đoàn thiện nguyện có nhiều sức khỏe và để làm được thật nhiều cái công tác thiện nguyện trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi qua lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Tài, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của xã, thì nêu lên một cái vài ý kiến mà chắc cũng mong mọi đoàn tạo điều kiện, vì hôm nay được 100 phần quà thì các thôn, các xã, cả điện đà thanh lọc lại những người nào khó khăn hơn thì được nhận quà ngày hôm nay. Mong mọi lần sau có khả năng tạo điều kiện lấp đủ 350 hộ. Đó là cái điều mong mỏi của chính quyền hôm nay. Thì đây là một cái nguồn kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ. Thì về phía chùa cũng như trong đoàn thì cũng không phải là hứa làm sao để đáp được, nhưng mà cố gắng tạo điều kiện. Lần này là lần đầu tiên đoàn về gieo duyên tại chùa, tại xã E Khanh của chúng ta. Thì giờ này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu là có Phật tử nằm trong đoàn thiện nguyện, đó là Phật tử Ngọc Quế, trưởng đoàn của câu lạc bộ thiện nguyện, có đôi lời cảm tạ. Vì đây là như ý thầy là vừa rồi là nói, nhờ có bà con mới đoàn mới làm được phước, cho nên hôm nay đoàn sẽ cảm tạ bà con gieo phước cho đoàn. Kính mời cô. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên cho con gửi tới lời kính chúc quý thầy, quý sư cô và bà con cô bác ở đây có một sức khỏe và sang một năm mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái qua cái sự tìm hiểu của con qua cô Ngọc Trí ở huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, thì con cũng biết là ở đây có bà con, đa số bà con vẫn còn nhiều khó khăn, nên con có tổ chức gọi là một chút quà được để tế tặng bà con nhân dịp xuân 2018. Và con thay mặt câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Tâm Nguyện thành phố Hồ Chí Minh xin kính chúc bà con và có nhiều sức khỏe, sang năm mới được an khang thịnh vượng. A Di Đà Phật. Cũng xin mời sư cô trụ trì. Đây là một cái buổi giáo duyên cho chùa Quảng Nguyên, thì cũng xin mời sư cô có đôi lời tâm nguyện đối với bà con. Xin cung thỉnh cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Thượng Tọa Trưởng Đoàn, kính thưa sư cô Huệ Trí và tất cả quý Phật tử ở trong đoàn từ thiện thiện nguyện của chùa Kỳ Quang, chúng con thay mặt cho ni chúng ban hộ trì Tam Bảo, quý Phật tử chùa Quảng Nguyên và 100 vị đồng bào còn nghèo khó ở xã Quảng Nguyên, xin thành tâm tri ân
Thượng tọa, trưởng đoàn và quý Phật tử. Mặc dù đường xá xa xôi khó khăn, nhưng Thượng tọa và quý vị trong đoàn đã thương tưởng lân mẫn, không chỉ bố thí cho chúng con về tình tài, tình vật, mà còn ban bố cho quý Phật tử và những đồng bào nghèo khó ở vùng sâu, vùng xa một thời Pháp rất là có hữu ích. Một lần nữa, chúng con cầu nguyện Thượng tọa trưởng đoàn và quý Phật tử trong ban từ thiện thiện nguyện của chùa Kỳ Quang một năm mới thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, và cầu nguyện cho quý Phật tử Bồ Đề tâm kiên cố. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin thầy xin cảm ơn sư chủ trì, và thầy xin khắc lại cái chữ thượng tọa vì thầy chưa già. A Di Đà Phật, thầy còn trẻ. Dạ, đến giờ này là đến cái giờ phát quà, thì chúng con xin cung thỉnh thầy Thích Quang Lực, sư cô trụ trì chùa Quảng Nguyên, sư cô Huệ Trí, và ông Nguyễn Văn Tài và Phật tử Ngọc Quế là trưởng đoàn từ thiện, để lên tặng 5 xuất quà đầu tiên và mời 5 vị. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh.
dài núi biếc ấy nguồn cội ta xuân về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật khát vọng từ xanh Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật khát vọng từ đời tu sĩ như nhàn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không đua anh, chỉ nguyện đồ xanh luôn đông đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường, dù gian khó dù phong ba vẫn bên lòng không nhục chí đấng trường phu, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, soi sáng đời mình bằng một lối đi chung, là cống hiến, là lệ danh, là cho đi không hề suy tính, dấn thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau, tìm được cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hành tiến. Không mong cầu, không suy tính câu thiệt hơn, không lo lắng nhục vinh hay thành bại, xin giữ tâm lành làm sứ giả Như Lai, ngày ngày tu học tháng tháng dân thân bằng hoàng pháp sinh viên anh em ơi. Anh thấy cái buổi phát quà nó có ý nghĩa gì không, và nó có mang tính chất gì, và theo cảm nhận của anh nó như thế nào? Kính thưa bà con, thì hôm nay á, thì cái câu lạc bộ Hoa Tâm Nguyện với cái hạnh nguyện là đem tình thương chia sẻ những là mảnh áo đến bà con, cho nên đây là một việc làm vô cùng có ý nghĩa, mặc dầu nó nhỏ nhưng mà những đây là những tấm lòng lớn của toàn thể đoàn Hoa Tâm Nguyện cũng như tất cả các Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đắk Lắk. Cảm nhận ngày hôm nay thấy mà bà con ở đây thật là vui khi nhận những phần quà, mặc dầu nó là những phần quà nhỏ nhưng ở đây với tấm lòng của tất cả mọi người, bà con ở đây cảm thấy rất là vui. Một điều nữa là mong rằng câu lạc bộ sẽ có nhiều hơn nữa những buổi giao lưu, những buổi thiện nguyện để đến với bà con vùng sâu vùng xa nhiều hơn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, xin cảm ơn anh. Hôm nay thì con có muốn hỏi cô đôi lời là như ngày hôm nay thì câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Tâm Nguyện thành phố Hồ Chí Minh thì có về đây có chia sẻ với bà con ở huyện Đắk Lắk, ở huyện Ea Leo tỉnh Đắk Lắk những món quà nhỏ, gọi là cái tấm lòng của bà con Phật tử và cũng như là câu thiện nguyện Hoa Tâm Nguyện, thì theo cô thì cái buổi phát quà nó như thế nào, có ý nghĩa gì không, và cô có muốn phát huy nữa những cái buổi như thế này không ạ? Dạ, con xin phép cô. Theo cô là cái buổi phát quà này là rất có ý nghĩa, là thương thân tương ái, là để giúp đỡ những đồng bào nghèo khó khăn. Thế và cái thứ nhất, cái thứ hai là cô cũng muốn là cái đoàn tình nguyện này sẽ phát huy nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho bà con những cái mảnh đời mà khổ nghèo khổ đấy, họ càng vươn lên để trong cuộc sống có nhiều cái tương lai tốt đẹp hơn. Cô xin cảm ơn. Theo em thì cái buổi phát quà hôm nay thì chị muốn hỏi em một đôi chút, là cái buổi phát quà này thì em có thấy có ý nghĩa gì không? Và em có muốn là sẽ có rất nhiều câu lạc bộ sẽ sinh hoạt và sẽ
phát huy được cái tấm lòng tương thân tương ái và cũng như là biết chia sẻ tới những hoàn cảnh khó khăn. Thì em có muốn, theo em thì em có muốn những cái có các câu lạc bộ sẽ lớn mạnh hơn, tín lượng hơn, lớn mạnh hơn, và tất cả những bà con Phật tử cũng sẽ phát tâm nhiều hơn để cho gửi gắm tới bà con ở vùng sâu vùng xa có được chút có một cái gì đó gọi là tấm lòng của những cái người con Phật. Theo em thì em nghĩ như thế này. Theo em thì cái buổi đi từ thiện phát quà như thế này em rất là vui. Mệt nhưng mà nó có cảm, nó tạo cho em một cái cảm giác là rất là phấn khởi và rất thích khi mà thấy tất cả các bác cô chú mà ôm những cái phần quà tuy là nhỏ nhưng mà nó rất là ý nghĩa. Thì em chỉ hy vọng rằng là từ cái chương trình như thế này em muốn rất là nhiều các bạn và mọi người chung tay góp sức và mình tạo ra những cái để những cái nhóm từ thiện để mình đi được nhiều hơn nữa, để giúp ích được phần nào cho các bà con nghèo ở những vùng sâu vùng xa vì họ còn gặp nhiều rất là khó khăn. Thì trong chương trình này em cũng muốn về để quảng bá, giống như mình cố gắng để mình đi kêu gọi các bạn cũng như là mọi người chung tay để mình được hoàn thiện nhiều hơn, nhiều phần quà hơn nữa để giúp cho bà con ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A